làm cái cơ hô hấp chính ta vừa nói. Cơ này được chi phối bởi các neuron vận động thần kinh hoành nằm tại tủy cổ, khoanh tủy cổ C3 và C5, và cái trung tâm chính người ta quy định gọi là ở tủy cổ C4. Các cái cơ chi phối cho các cơ liên sườn là gồm có khoanh tủy từ tủy lưng T1 đến T12, và các cơ thành bụng là gồm các cái khoanh tủy lưng T7 đến L2, thì ở đây ta không thấy, đó là những cái chi phối cho các cơ vùng ở vùng thành bụng. Và ngoài ra thì đường dẫn khí chúng ta còn nhận sự chi phối của các cái thần kinh thực vật, bao gồm cả hệ giao cảm và hệ phó giao cảm, và trong đó ta thấy rằng là cái hệ thần kinh phó giao cảm là quan trọng nhất vì nó kiểm soát cái cơ trơn của đường dẫn khí. Đây là cái một, ta thấy là đây, ví dụ đây là các cái chi phối phó giao cảm của đường dẫn khí, thì trung tâm phó giao cảm nó là một căn nhân mơ hồ nằm ở vùng hành cầu não, và nó cho chi phối qua các cái dây thần kinh thanh quản dây 10 đến chi tại thân não, và chi phối cho phù phổi. Và cái việc chi phối thần kinh phó giao cảm nó thông qua cái hệ cholinergic, và khi kích thích thần kinh phó giao cảm thì gây một cái tình trạng đáp ứng là bị đường dẫn khí sẽ bị co lại, bị co thắt trở lại, co thắt. Trong khi đó hệ giao cảm thì là các gồm các cái sợi ở trước hạch nằm ở vùng T4, ở vùng lưng 4, và các sợi sau hạch nó chạy đến thông qua hệ thống atelectasic, betalectasic, và tác dụng của nó khi kích thích giao cảm nó làm giãn phế quản. Đấy là cái chi phối thuộc về thần kinh thực vật. Để hiểu một cách nó đơn giản hơn một chút, chúng ta thấy rằng là chi phối thần kinh phó giao cảm, ta thấy có hai cái cơ quan đích rất quan trọng ở trong hệ thống hô hấp, đó là cái cơ quan đích và cái cơ trơn tiểu phế quản. Thì hai tác dụng nó sẽ đối lập nhau. Hệ thần kinh phó giao cảm nó kích thích thông qua hệ cholinergic với thụ thể M3, khi kích thích nó sẽ gây nên co thắt tiểu phế quản. Trong khi đó ngược lại, hệ thống giao cảm thông qua các cái thụ thể beta adrenergic, nó khi kích thích nó làm gây giãn các cơ trơn tiểu phế quản. Ngoài ra về vấn đề về tăng tiết hạch phế quản, thì khi kích thích giao cảm qua thông qua thụ thể M1 muscarinic 1 và M3 thì làm tăng tiết dịch cho vùng ở cái ống thở. Và như vậy các cái về cái chi phối thần kinh hô hấp, chúng ta thấy rằng tôi lại lập lại cái sơ đồ các cơ hít vào và thở ra. Người ta thấy rằng là rõ ràng khi bệnh nhân bị tổn thương cao ở mức đặt sự sống cổ, thì như vậy thì bệnh nhân tùy ở mức khoanh tủy mà cơ hoành có liệt hay không, nhưng chắc chắn là khi tổn thương cái đốt sống cổ thì toàn bộ các cái cơ như là cơ liên sườn, các cái cơ vùng bụng sẽ bị giảm đi. Như vậy thì ngay cả động tác hít vào chủ động bệnh nhân cũng sẽ bị không có, và các cái động tác thở ra chủ động, tức là động tác cần phải có cơ bụng và cơ liên sườn cũng không có. Như vậy là khi tổn thương thần tủy tủy sống xảy ra ở tủy sống cổ gây liệt tứ chi, thì cái việc liệt các cơ hít vào và thở ra chủ động là đều xảy ra. Như vậy là phần thứ ba là chúng ta tìm hiểu khi tổn thương tủy sống thì nó ảnh hưởng đến chức năng hô hấp như thế nào. Đây là một cái sơ đồ để chúng ta thấy được rằng là cái tổn thương cái chức năng hô hấp nó liên quan đến cái vùng tổn thương. Khi mà tổn thương ở cao, tức ở khoanh tủy C1 đến C3, mà như vậy ta thấy rằng là khi C1 đến C3 thì như vậy hoàn toàn bệnh nhân bị liệt cơ hoành, là một cơ hô hấp chính, chỉ còn một số các cơ hô hấp phụ như là cơ đòn trũng, cơ thang, cơ bô nâng vai là do các cơ thần kinh sọ não chi phối. Thì như vậy chức năng hô hấp bệnh nhân sẽ mất toàn bộ chức năng hô hấp, kể cả tự động tức là cơ hoành liệt, và mất hoàn toàn các cái chức năng hô hấp chủ động của một cơ liên sườn và cơ bụng. Đến ở khoanh tủy C4 thì khi lúc này thì đã cơ hoành đã có chi phối rồi, thì cái chức năng hô hấp tự động họ có, tức là họ có chủ động tự hô hấp bằng cơ hoành. Tuy nhiên các cái chức năng hô hấp chủ động cũng vẫn mất đi. Tương tự như vậy ở khoanh tủy cổ C5 C8 biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân bị liệt tứ chi, thì cái chức năng hô hấp tự động do cơ hoành có, nhưng tất cả các chức năng hô hấp chủ động không còn. Tương đương như vậy, khi chúng ta tổn thương liệt hai chân, ví dụ như là ở tủy cổ tủy lưng T1 đến T4, thì lúc này đã có bắt đầu có chi phối một số các cơ liên sườn. Thì khi đó thì ngoài cái chức năng tự động còn, thì chức năng hô hấp chủ động mất một phần, chứ mất hoàn toàn, tùy vào các cái lượng cơ liên sườn còn. Tương tự như vậy, đến T5, đến T12,
thì ngoài các cơ liên sườn thì lúc này bệnh nhân đã bắt đầu có chi phối các cơ ở bụng. Bệnh là những cơ thành bụng, là những cơ cần cho những động tác thở ra chủ động, gắng sức như những ho chẳng hạn. Thì ở những cái mức tổn thương này thì bệnh nhân chức năng hô hấp chủ động nó mất, nhưng tự nhiên mất ít. Và có cái chị lưu ý là ở dưới T12, tức là ở đoạn L1 trở xuống thì chức năng hô hấp hoàn toàn bình thường. Đúng không? Đấy là cái liên quan giữa cái tổn thương hô hấp với cái mức độ tổn thương của tủy sống. À, để rõ hơn chúng ta thấy rằng đây, ví dụ như bệnh nhân tổn thương từ cổ 2, cổ 3, đấy, cổ 1 thì như vậy chắc chắn là bệnh nhân mất toàn bộ các chức năng hô hấp tự động cũng như chủ động, thì lâm sàng là bệnh nhân bắt buộc phải thở bằng máy thở hoàn toàn. Đến C3, C4 thì bắt đầu có thể là bệnh nhân liệt không hoàn toàn cơ hoành cho bệnh nhân có thể thở máy, và người ta tính rằng có khoảng 51-83% khả năng bệnh nhân có thể cai máy thở tùy mức độ tổn thương. À, đến ở đoạn C5 và thấp hơn thì cũng có thể bắt đầu là thở máy, nhưng có sau đó bệnh nhân có thể tự thở được bởi vì cơ hoành lúc này hoàn toàn bình thường. Đoạn tổn thương từ T1 đến T5, đoạn tổn thương ngực cao thì bệnh nhân chủ yếu là bệnh nhân thở ra thụ động, không có động cơ thành bụng, do bệnh nhân không có động tác thở ra chủ động cũng như động tác ho rất là yếu, bệnh nhân hô hấp đảo ngược, bụng phập phồng, người ta gọi là hô hấp đảo ngược. Đoạn từ T6 trở xuống đến T12 khi này thì bệnh nhân chủ yếu là ho yếu, giống như đoạn trên. Còn đoạn L1, tức là đoạn tổn thương tiểu thắt lưng trở xuống như tôi nói, thì lúc này thì hoàn toàn là không ảnh hưởng đến hô hấp, về mặt chức năng hô hấp. Ngoài ra thì chúng ta cũng nói đến cái ảnh hưởng tổn thương tủy sống lên cái việc kiểm soát tự chủ, tức là những cái tổn thương thực vật của hệ hô hấp. Thì ta thấy rằng là vì cái trung khu tổn giao cảm của nó nằm ở T4, do đó khi tổn thương liệt tứ chi, tức là tổn thương tủy sống cổ, thì kiểm soát giao cảm của phổi giảm đi. Trong khi đó cái kiểm soát phó giao cảm vẫn bình thường, với trung tâm nó nằm ở trên hành cầu não. Như vậy bình thường chúng ta biết rằng là có sự cân bằng giữa hai hệ thống giao cảm và phó giao cảm. Khi mà hệ thống giao cảm giảm đi, không trong hiện hệ thống phó giao cảm bình thường, thì nó sẽ biểu hiện là sẽ là cường phó giao cảm do mất sự đối kháng. Mà biểu hiện là gì? Là bệnh nhân sẽ có biểu hiện như là bệnh nhân sẽ cường phó giao cảm, là co thắt phế quản, là tăng tiết đờm rãi, là bị nghẹt mũi. Đấy, là những cái hiện tượng xảy ra thường xuyên trên bệnh nhân liệt tứ chi. Về một cái nữa, như tôi nhắc lại, tức là khi tổn thương sống thì nó ảnh hưởng đến cơ hấp như thế nào, thì một lần nữa chúng ta phải nhớ lại và phải ghi nhớ về cơ hoành. Đây là cơ hấp quan trọng nhất do cổ 4 chi phối. Mất chi phối, ngoài ra khi tổn thương tủy sống mà liệt các nhóm cơ thành bụng, tức là đến tận T12, thì rõ ràng là khi cơ thành bụng bị liệt thì cơ hoành sẽ bị thấp hơn bình thường. Và như vậy thì dung tích khí hít vào sẽ bị thấp hơn so với người bình thường. Và chính vì do đó tại sao mà trong thực tế lâm sàng chúng ta sẽ sử dụng các cái băng ép phun giãn thành bụng. Mục đích là gì? Để tạo một lực ép vào thành bụng để trợ giúp cho cơ thành bụng bị liệt. Và cái lực ép nó dội đến và nó làm đẩy cơ hoành cao hơn vị trí bình thường, để một lần nữa để giúp cho cái dung tích khí vào nó được cao hơn. Và một cái đặc điểm cũng rất là quan trọng, mà nó khá là đặc biệt ở bệnh nhân tổn thương tủy sống so với những bình thường, là ở bệnh nhân tủy sống vì lý do trên như tôi nói, như cơ hoành bị hạ thấp, do cơ thành bụng bị liệt, cơ liên sườn liệt, do đó dung tích khí hít vào ở bệnh nhân tổn thương tủy sống lại ở tư thế nằm lại cao hơn so với tư thế ngồi. Đấy là một cái chúng ta cần phải lưu ý, nó khác biệt so với tôi sẽ nhắc lại cái ý này sau, nhưng mà nó khác biệt so với người bình thường. Và chính vì vậy khi ở bệnh nhân tổn thương tủy cổ cao liệt tứ chi, thì do cái việc mà cơ hoành thành bụng dung tích sống giảm đi, do đó mình phải tập các cái cơ hô hấp phụ, ví dụ như cơ đòn trũ, cơ bậc thang, cơ bằng các bài tập để giúp nâng cao lồng ngực để cải thiện động tác hít vào. Cái ý vị trí cơ hoành tổn thương do tổn thương tủy sống cổ cao, tôi cũng lưu ý là chúng ta thấy là cái cơ hoành ấy nó hình dạng như cái dù, đấy, một cái dù đúng không ạ? Bám mật vào vùng liên sườn và thành bụng. Trong trường hợp mà trường hợp liệt mềm, thì cái cơ thành bụng bị liệt mềm thì cơ hoành nó sẽ bị thấp. Và rõ ràng khi ta thấy rằng là khi mà ta ngồi lên hoặc là ta đứng lên thì lập tức là cái cơ hoành nó sẽ bị tụt xuống, đúng không ạ? Và nó làm cho cái cơ nó bị rút ngắn lại. Và như vậy thì cái việc mà hít thở sâu, dung tích hít vào nó sẽ giảm đi, do nó mất cái mối liên quan giữa chiều dài và sức căng. Cái sức căng của sợi cơ nó càng dài thì cái sức co bóp của cơ càng mạnh. Như vậy rõ ràng lắp lại một lần nữa là cái trái ngược người bình thường. Khi ở người bình thường là
người ta khó thở lại thì chúng ta dựng người ta ngồi lại, người ta dễ thở hơn. Tuy nhiên ở những cái người mà tổn thương tủy sống, đặc biệt là chúng cổ một liệt hoàn toàn, thì ở tư thế nằm thẳng trên giường thì nó giúp cho bệnh nhân dễ thở hơn khi mà chúng ta dựng bệnh nhân ngồi dậy hoặc đứng lên. Ngoài ra thì chúng ta cũng lưu thấy rằng ảnh hưởng của tổn thương tủy sống với cái dung tích hô hấp. Đấy, ví dụ như cái thể tích khí, đây là một cái sơ đồ, và chắc là có lẽ là tí lát nữa thầy Thành bài COPD thầy sẽ nói kỹ hơn. Tuy nhiên chúng ta phải nắm một số các cái dung tích sống hô hấp, nó cũng liên quan đến vấn đề tủy sống. Khi tổn thương tủy sống thì thể tích khí lưu thông giảm đi, dung tích khí cạn là có thể giữ nguyên. Tuy nhiên cái thể tích khí cạn giảm rồi dung tích sống gắng sức giảm và thể tích toàn phổi cũng giảm đi. Như chúng ta biết thì dựa vào các cái dung tích sống, người ta chia cái tổn thương bệnh lý hô hấp làm hai nhóm. Đó là nhóm bệnh lý hô hấp hạn chế, đó là hạn chế cái không khí vào phổi, như các nhóm bệnh như là sơ phổi rồi là sarcoidosis hay là bệnh cơ hay là ngực biến dạng, làm cho dung tích sống giảm, thông dung tích toàn phổi cũng giảm, đúng không ạ? Thế còn nhóm khác là nhóm bệnh lý tắc nghẽn, tức là nhóm bệnh mà không khí ra khỏi phổi khó, không gặp trong các bệnh như COPD, như phổi mãn tính, hen, thì dung tích sống giảm, dung tích sống nhưng tuy nhiên là thể tích khí cạn lại tăng lên. Mà điều đặc biệt là chúng ta thấy rằng là trong rối loạn chức năng hô hấp sau tổn thương tủy sống thì nó lại có cả phần rối loạn làm cho bệnh hô hấp hạn chế, dung tích khí hít vào khó, và đồng thời nó cũng có cả phần là bệnh lý liên quan đến tắc nghẽn. Phần thứ ba là tôi muốn nói là các cái biến chứng hô hấp sau tổn thương tủy sống thì gồm có các cái biến chứng cấp tính. Chúng ta biết rằng là các biến chứng hô hấp là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở những bệnh nhân tổn thương tủy sống ở giai đoạn cấp tính. Ví dụ như là bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân bị suy hấp do hậu quả, ví dụ như là bệnh nhân bị liệt cao ở cổ, thậm chí cổ 1, cổ 2, cổ 3, gây lên liệt cơ hoành, suy hấp. Tuy nhiên ở những bệnh nhân mà liệt, có một cái nghiên cứu chứng minh rằng là ở nhân liệt cổ 3, cổ 4 thì có thể thở, sau thở máy có thể cai máy được. Ngoài thứ hai là một cái biến chứng cấp nữa là biến chứng viêm phổi. Thì người ta thấy rằng, có một nghiên cứu người ta thấy rằng nó xảy ra khoảng từ 40-70% ở những bệnh nhân liệt tứ chi, tức là tổn thương tủy sống cổ. Ngoài ra thì có 74% bệnh nhân chấn thương tủy sống cổ có biểu hiện rối loạn nuốt hoặc là viêm phổi do hít sặc, và đấy nó lại làm nặng thêm tình trạng viêm phổi của bệnh nhân ở giai đoạn cấp. Và cũng có một tỷ lệ, cũng tùy nghiên cứu, người ta thấy rằng là một biến chứng hô hấp cấp cần phải lưu ý giai đoạn cấp này, đó là nhồi máu phổi trên cơ sở với những bệnh huyết khối tĩnh mạch ở sâu và gây tắc nhồi máu phổi, gây tử vong. Đây là một cái sơ đồ người ta thấy là các cái dấu hiệu, các cái liên quan về các biến chứng hô hấp khi ở bệnh nhân bị tổn thương tủy gây liệt cơ hấp. Người ta thấy các vấn đề co thắt, khó thở, ứ động đờm rãi, rồi biến dạng lồng ngực, giảm thể tích khí lưu thông, gây suy hấp, viêm phổi, xẹp phổi, và hậu quả cuối cùng là bệnh nhân bị tử vong ở trong giai đoạn cấp. Các nhóm biến chứng hô hấp ở giai đoạn mãn tính thì các biến chứng hô hấp này nó là cũng nằm trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong tổn thương mãn tính. Người ta tính rằng là có khoảng từ 21-35% bệnh nhân tử vong trong giai đoạn mãn tính có liên quan đến các biến chứng hô hấp, và khoảng 70% là do viêm phổi. Cái loại thứ hai, tức là nó, các biến chứng hô hấp chính là cái nguyên nhân thứ hai gây ra tình trạng tái nhập viện liên tục, tái đi tái lại ở những bệnh nhân bị tổn thương tủy sống mãn tính, đặc biệt là những người liệt tứ chi. Và người ta cũng thấy rằng là cái tỷ lệ viêm phổi, xẹp phổi ở giai đoạn mãn ấy thì hay gặp ở những cái người già, hoặc là trên bệnh nhân, đặc biệt là trên bệnh nhân liệt tứ chi hoàn toàn. Các biện pháp mà ta phòng ngừa các cái biến chứng cấp tính thì thứ nhất đó là cái việc của giai đoạn cấp tính, đầu tiên khi bệnh nhân suy hấp thì cái việc thở máy là 95% bệnh nhân sẽ tổn thương ở mức tủy C5 hoặc cao hơn sẽ phải cần thở máy trong một khoảng thời gian sau chấn thương. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề vệ sinh hô hấp, cũng như làm sạch vệ sinh, làm sạch đường dãi dịch tiết bằng các biện pháp mà các kỹ thuật phù hợp cơ bản, như là ho, trợ giúp ho bằng tay, hoặc là vỗ lồng ngực dẫn đến như thế. Đấy, cái này các kỹ thuật viên chúng ta cũng đã nắm rất là chắc. Thậm chí là dùng các cái biện pháp cao hơn, như có thể rung bằng áo hoặc là bằng máy rung ngoài, hoặc là soi hút phế quản, hút đường dãi. Thứ ba là chúng ta cần phải lưu ý các cái biện pháp phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch gây tắc, đặc biệt là cái biến chứng từ nhồi máu phổi. Rồi thứ tư là chúng ta sẽ điều trị các cái trường hợp, một số trường hợp bệnh nhân bị cường khó giao cảm gây nên co thắt, cái tăng tiết, thì người ta sử dụng các cái nhóm thuốc điều trị co thắt giãn phế quản, và các thuốc kích thích beta 2 như salmeterol hoặc là metoprolol
hoặc là cái nhóm thuốc kháng phó giao cảm như là ipratropium. Ngoài ra chúng ta cũng phải lưu ý đến cái việc phát hiện sớm và điều trị các cái tình trạng rối loạn nuốt viêm và gây cái dự phòng cái viêm phổi do hít sặc. Người ta sau vì đã chứng minh được khoảng 74% bệnh nhân chấn thủy sống có biểu hiện rối loạn nuốt. Các biện pháp dự phòng mãn tính thì cũng tương tự như vậy. Đấy. Chúng ta thứ nhất là cái vấn đề về vệ sinh, điều dưỡng hô hấp, làm sạch đờm dãi, giảm cái sự tăng tiết đờm dãi. Thứ hai là phải khuyến cáo bệnh nhân ngừng hút thuốc. Thứ ba là phải có cái một trong cái trường hợp bệnh nhân tiền liệt tủy sống, biến chứng hấp, biến tật trụy thì bệnh liệt tứ chi thì rất hay có cái biểu hiện ngừng thở khi ngủ, thì chúng ta phải phát hiện sớm và có các biện pháp xử trí bảo vệ. Thứ tư là phải duy trì, bệnh nhân phải cần phải duy trì các hoạt động, các cái bài tập thể lực nói chung. Và thứ năm là vấn đề miễn dịch, phải tiêm vaccine để phòng ngừa một số bệnh liên quan đến hô hấp, ví dụ như là cúm hoặc là viêm phổi do phế cầu. Một số kỹ thuật phù hợp chức năng cơ bản, những cái này tôi chỉ liệt kê đúng không ạ, đó là những cái cũng giống như một số các nhóm bệnh khác, nó không gì là mới, đúng không? Ví dụ như là các kỹ thuật về vỗ rung gõ để làm long đờm, rồi các cái ho có hỗ trợ, đúng không ạ? Ho trợ giúp, rồi các dẫn lưu tư thế, dẫn lưu tư thế, rồi các cái bài tập thở có thể đơn giản như là thổi bóng, thổi cột nước hoặc là bình thông nhau, hoặc là mình sử dụng các cái dụng cụ tập thở, ví dụ như dụng cụ spirometer. Và đặc biệt là như tôi phân tích là cái việc mà những bệnh nhân liệt hoàn toàn cao, tủy cổ cao thì hoàn toàn cơ thành bụng, chúng ta có thể đeo cái đai chuyên giãn thành bụng để hỗ trợ hô hấp. Đấy, đây là một cái ví dụ của cái dụng cụ là spirometer mà trung tâm chúng tôi cũng thường xuyên áp dụng. Cái này thì mình cứ khuyến cáo bệnh nhân là mỗi nhân có một bộ này để tập thì nó theo quan điểm thì rõ ràng là cái này nó tốt, kết quả nó tốt hơn rất nhiều so với việc tập thổi bóng. Spirometer là rất tốt để tăng cái dung tích hít vào, chống xe phổi vân vân. Đối với một số trường hợp bệnh nhân mà tổn thương cao có biểu hiện liệt các cái cơ hấp, thậm chí là liệt một phần cơ hoành, thì thứ nhất là chúng ta phải có một số cái biện pháp hỗ trợ hấp tích cực, ví dụ như là phải thở oxy, thậm chí phải mở khí quản. Đấy, trường hợp nặng trên cổ ba thì phải dùng máy thở. Đấy, áp lực âm hoặc áp lực dương. Và những năm gần đây, khoảng những thập kỷ 50-60 của thế kỷ trước ấy, thì người ta đã có triển khai một số phương pháp nó như là cấy các cái máy kích thích vào cơ hoành để hỗ trợ cho cơ hoành cho trường hợp bị liệt. Đây là cái này thì theo tôi biết thì Việt Nam chúng ta chưa triển khai, tức là những trường hợp khi bệnh nhân bị liệt một phần hoặc hoàn toàn cơ hoành thì đây là các cái máy người ta kích thích, người ta cấy điện cực vào cơ hoành hoặc là thần kinh hoành để kích thích những hoạt động thay thế cho một phần cái bị cơ bị liệt. Phần cuối cùng là tôi muốn nói đến các cái bằng chứng về các cái phương pháp phù hồi chức năng hô hấp có hiệu quả, được chứng minh là có hiệu quả trên bệnh nhân tổn thương tủy sống, bệnh nhân SCI. Chúng ta dựa vào một cái phần mềm là phần mềm SCI-RE, tức là những cái bằng chứng về phù hồi chức năng trên bệnh nhân tổn thương tủy sống. Mức độ bằng chứng này tôi dựa theo phân loại của Sackett thì là 5 mức độ, đúng không ạ? Chúng ta biết là mức độ 1 là dựa trên các cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng mà lớn, cơ mẫu lớn, có cái điểm cắt rõ ràng. Đấy. Mức độ 2 là các nghiên cứu cũng như cơ mẫu nhỏ hơn thì kết quả nó phải không chắc chắn, có nguy cơ sai số nó tăng lên. Mức độ 3 là trên một cái nghiên cứu hồi cứu so sánh. Còn một cái bằng chứng mức độ 4 là trên một cái nhóm mà không có đối chứng cũng như là hồi cứu, chỉ là hồi cứu dựa trên bộ công cụ. Còn mức độ 5 là mức độ người ta thấy rằng nó chỉ là những ý kiến chuyên gia hoặc là phân tích cắt ngang mô tả hoặc là báo cáo một hàng loạt các bệnh liên quan. Đấy là những cái. Như vậy là ở mức độ là xét từ cao thấp về các mức độ bằng chứng. Thì thứ nhất là vấn đề tập luyện cho bệnh nhân. Thì cái việc tập luyện cho bệnh nhân tuổi tủy sống thì chúng ta đã biết rồi, nó có cái hiệu quả chắc chắn đối với cái hệ thống tim mạch, cơ xương khớp, vận động. Và người ta cũng thấy rằng là tuy nhiên là cái hiệu quả về tập luyện bệnh nhân tuổi tủy sống trên phổi và đường dẫn khí thì cũng chưa có nhiều cái đáp ứng lắm khi tập luyện. Do đó người ta thấy rằng là để cải thiện chức năng hô hấp ở bài tập luyện thì cường độ tập phải cao, phải đạt được 70-80% tần số tim tối đa, và phải thực hiện trong vòng 3 lần một tuần, trong vòng 6 tuần. Tuy nhiên các chế độ tập luyện lý tưởng để làm tăng cái chức năng hấp thì cũng chưa được xác định. Có những cái bằng chứng mức độ 2 hoặc mức độ 4, người ta cho rằng là việc tập luyện ủng hộ là một can thiệp có thể làm cải thiện cái chức năng hô hấp ngay lúc tập luyện và lúc nghỉ ngơi ở người tuổi tủy sống. Hoặc là có một cái nghiên cứu ở mức độ 4, nó không chắc chắn lắm, cho rằng là các bài tập ví dụ đạp xe có kèm theo cái kích thích điện mà nó kiểm soát bằng computer thì nó làm tăng cái giá trị
thu nạp oxy, để tăng thu khí phổi cho trên bệnh nhân. Cái thứ hai đó là các dụng cụ tập để tập luyện các cơ hít vào, ví dụ như là speedometer hoặc là một số dụng cụ trên hình, thì người ta cũng thấy là có một số cái bằng chứng, thậm chí ở mức độ 1 là nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, hoặc mức độ 4 ủng hộ cho rằng là tập mạnh các cơ hít vào bằng dụng cụ coi như là một can thiệp có thể làm giảm khó thở và cải thiện chức năng hít vào ở người bệnh tuần thủy sống. Do đó người ta kết luận rằng là cái việc mà mình tập luyện cơ hấp làm sẽ làm cải thiện sức mạnh, sức bền ở người bệnh tuần thủy sống. Một cái bằng chứng thứ ba là đánh giá bằng chứng thứ ba là cái nhóm bằng thuốc, thì người ta thứ nhất là các thuốc về giãn phế quản. Đấy, thì người ta thấy rằng là sử dụng cái thuốc giãn phế quản nên được xem xét dùng cho bệnh nhân liệt tứ chi có biểu hiện tắc nghẽn đường hô hấp ở với mức độ 1 cho thuốc salmeterol, mức độ 4 cho thuốc metoprolol hoặc là ipratropium. Tài liệu thì trong y văn người ta nói một cái nhóm thuốc gọi là nhóm thuốc tăng đồng hóa steroid osandrolol thì cũng có thể cải thiện, tuy nhiên mức độ 4, và cái này chúng tôi không có kinh nghiệm lắm trong việc dùng thuốc này. Còn thuốc trên ở dạng khí dung thì cũng đã dùng được nhiều trong thực tế lâm sàng. Các biện pháp trợ giúp hô hấp thì thứ nhất là về máy thở và quy trình cai máy thở, thì các cái bằng chứng người ta cho rằng là cái việc mà mình dần dần mình sẽ chuyển bệnh nhân sang thở tự do nên được xem xét cho những bệnh nhân liệt tứ chi mà có phụ thuộc máy thở phù hợp với việc cai máy. Và khi những bệnh nhân mà phù hợp với việc mà cai máy thở thì nên xem xét cho tập các bài tập có sức kháng trở và tập sức bền với bằng chứng mức độ 4. Các phương pháp trợ giúp khác ví dụ như là thông khí không xâm nhập, hoặc là như tôi đã nói là các phương pháp như kích thích thần kinh hoành, kích thích thần kinh cơ hoành, thì là những phương pháp biến đổi có thể tiềm năng có thể thay thế được cho phương pháp thở máy cổ điển. Tuy nhiên cái biến chứng cũng như cái giá thành và chất lượng cuộc sống khi dùng các phương pháp này thì cần phải cân nhắc và cần phải có nghiên cứu sâu hơn. Một nhóm thứ ba là cái vấn đề người ta bằng chứng về cái việc là chăm sóc việc mở khí quản và rút canulin khí quản, thì có cái bằng chứng mức độ 2 người ta cho rằng là cái việc của mình để đánh giá coi trọng chăm sóc mở khí quản và chú trọng cái việc chăm sóc cái ống mở khí quản nó sẽ giúp làm giảm thời gian nằm viện, giảm thời gian đặt canulin và tiết kiệm chi phí, trong khi đó cũng là tăng khả năng bệnh nhân có thể nói lại trở được, nói lại được. Ngoài ra thì có một cái nghiên cứu bằng chứng mức độ 4 cho rằng là cái việc mở khí quản sớm, tức là ngay sau khi một tuần khi bệnh nhân vào viện đặt khí quản người ta mở khí quản ngay, thì nó sẽ liên quan, nó làm rút ngắn thời gian nằm viện trong ICU, rút ngắn thời gian thở máy và mà không làm giảm nguy cơ viêm phổi hoặc tử vong. Đúng không? Nhưng cái việc mở quản sớm này nó không làm giảm nguy cơ viêm phổi hoặc tử vong. Ngoài ra thì có một cái bằng nghiên cứu hàng loạt các bệnh người ta cho rằng là cái việc rút canulin cũng có thể thực hiện thành công ở những bệnh nhân mà bị viêm phổi do hít sặc. Do đó mà khuyến cáo của SCIRI cho rằng là việc rút canulin trong một khí quản ở người bệnh tuần thủy sống nên được cân nhắc theo từng ca bệnh, theo cá thể hóa. Và cái việc chỉ định và tiêu chuẩn rút canulin mở khí quản cũng chưa được xác lập trên bệnh nhân tuần thủy sống. Một cái biện pháp nữa người ta đưa ra là cái việc thở trợ giúp bằng áp lực dương ngắt quãng, thì có những cái bằng, tuy nhiên có bằng chứng mức độ 2 ở một tác giả nghiên cứu ở Pháp thì cho rằng là cái việc thở áp lực dương ngắt quãng này vẫn không có hiệu quả kể cả ngắn hạn và dài hạn trên chức năng hô hấp của bệnh nhân tổn thương tủy sống trong vòng 1 năm sau đó. Một nghiên cứu nữa cũng cho rằng là khi mình thở cái áp lực dương ngắt quãng này thì nó cũng không hiệu quả ngay lập tức trên chức năng hô hấp. Cái biện pháp trợ giúp nữa đó là mình dùng cái đai chun giãn thành bụng, tăng cường thành bụng, thì người ta cũng thấy rằng có một nghiên cứu mức độ 2, tức là khá là chắc chắn, và người ta kết luận rằng là đai bụng có thể được sử dụng để đạt được sự cải thiện ngay lập tức cái chức năng hô hấp. Tuy nhiên hiệu quả dài hạn thì cũng chưa được xác lập. Các kỹ thuật như là rung lồng ngực có thể rung bằng máy và rung bằng tay, thì có nghiên cứu người ta cho rằng nó có thể làm tăng thể tích khí lưu thông và thông khí phút ở bệnh nhân liệt tứ chi. Cái biện pháp thứ 7, cái này thì tôi, đây là y văn thì tôi đưa lên và chúng tôi không kinh nghiệm, tức là người ta thấy là cái việc mà bệnh nhân liệt tứ chi và người ta ngâm nước khoảng 33-34 độ đến sâu tận vai bệnh nhân ấy, thì ở một cái nghiên cứu có cho cái gọi là kết quả bằng chứng ở mức độ 4 cho rằng là nó cải thiện ngay lập tức cái chức năng hô hấp của bệnh nhân, tuy nhiên tác dụng dài hạn chưa đánh giá. Tuy nhiên là chúng tôi cũng chưa thử áp dụng cái kỹ thuật này ở Việt Nam ở trong chúng tôi. Cũng cái vấn đề là ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ, thì cái này người ta thấy rằng là bệnh nhân tổn thương tủy sống, đặc biệt là tổn thương tủy sống cổ liệt tứ chi, thì cũng cái tỷ lệ ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ rất là cao,
Và cái việc điều trị đấy nó giúp cho cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Do đó mà người ta khuyến cáo là mình phải lưu ý các cái dấu hiệu và triệu chứng gợi ý bệnh nhân bị tắc nghẽn thở khi ngủ. Đấy. Ví dụ như bệnh nhân ngáy to, béo phì, hoặc là bệnh nhân chứng kiến cơn khó thở, hoặc là bệnh nhân cứ ban ngày cứ rũ ra, thì để mình gửi bệnh nhân đi làm một số cái thăm dò để phát hiện cái hội chứng này. Ví dụ như là đo nồng độ oxy qua đêm, liên tục qua đêm, hoặc là dùng máy đo giấc ngủ. Đấy, thì rõ ràng là có nhiều nghiên cứu ở mức độ bằng chứng 4 ủng hộ là mình phải điều trị cái hội chứng khó thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân tuổi trẻ sống. Các cái bằng chứng về liên quan đến việc loại bỏ chất tiết, cái dịch tiết đờm dãi ở bệnh nhân, thì có những bằng chứng hạn chế nó gợi ý rằng ở mức độ 4 ấy, gợi ý rằng là cần phải cải thiện cái lực cơ hít vào thở ra để làm tăng cái tối đa cái luồng khí thở ra khi ho, tức là mình ho có hiệu quả hơn, tống được đờm dãi. Ngoài ra thì hiệu quả ho của người tổn thương tủy sống có thể được tăng cường bằng nhiều cách, có thể trợ giúp ho bằng tay của kỹ thuật viên hay của người chăm sóc, hoặc là có thể sử dụng bằng kích thích điện cơ thành bụng. Ngoài ra thì có một số các cái dụng cụ tạo áp lực thở ra mạnh, có thể cầm tay ấy, thì có thể làm đẩy mạnh các cái đờm dãi của người tổn thương tủy sống ra khỏi đường thở. Cuối cùng là cái phần nhắc lại, tại cái phần này là khá là tuy nhiên ở Việt Nam tôi biết là chưa triển khai, tức là người ta cứ dùng các phương pháp kích thích điện để bảo tồn cái chức năng cơ hít vào ở người bệnh. Ví dụ người ta có thể dùng máy tạo nhịp kích thích điện vào cái thần kinh hoành, là thần kinh chi phối cơ hoành, hoặc là người ta đặt cái máy tạo nhịp vào cơ hoành, hai bên cơ hoành, hoặc là người ta vừa kích thích cơ đi sườn phía ngoài này, vừa kích thích từ kinh hoành ở một bên, vân vân. Thì tuy nhiên tất cả các kỹ thuật này muốn thành công thì đòi hỏi là cái dây thần kinh hoành ấy, là dây từ C4 ấy, đấy, nó phải nguyên vẹn, không bị tổn thương. Mà muốn đánh giá cái thần kinh hoành này khá là khó. Ví dụ ta phải thăm dò bằng dẫn truyền kim, dẫn truyền thần kinh, hoặc là ta phải quan sát qua nội soi xem sự di động của cơ hoành để và cùng với kình kèm theo kích thích xem nó có còn nguyên vẹn hay không. Bởi vì sao? Nếu bệnh nhân mà tổn thương tủy cổ cao, ảnh hưởng chất cơ hoành, nhưng chức năng của thần kinh hoành không đầy đủ thì cái việc đặt máy tạo nhịp này cũng không phù hợp. Và người ta khuyến cáo là gì? Có vài bằng chứng người ta cũng thấy rằng là khi mà cấy cái máy tạo nhịp cơ hoành này thì cái tỷ lệ sống sót của nhân cũng cao lên. Bệnh nhân điều khiển sẽ làm điện tốt hơn, phát âm thành công hơn và hài lòng, mức độ hài lòng nó cao hơn so với những người bệnh nhân thở máy. Ngoài ra người ta kết luận là việc kích thích thần kinh hoành hoặc thần kích thích cơ hoành có thể được sử dụng như là một giải pháp thay thế dài hạn cho việc thở máy ở những bệnh nhân tổn thương mức C2 hoặc là cao hơn, đó là cái mức mà bắt buộc phải thở máy đến suốt cuộc đời, đúng không ạ? Để phần kết luận cho phần trình bày hôm nay, tôi có 3 kết luận. Thứ nhất là cái rối loạn chức năng hô hấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở những bệnh nhân tổn thương tủy sống cấp tính cũng như mãn tính. Ngoài ra các biện pháp phòng ngừa các biến chứng cấp tính và mãn tính là rất là quan trọng. Cuối cùng là nhiều biện pháp phù hợp chức năng hô hấp hiện nay nó có bằng chứng là có hiệu quả trên bệnh nhân tổn thương tủy sống, đặc biệt là những tổn thương tủy sống cổ. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự giờ, cảm ơn cả các anh chị.